tình là số 1 và gia đình là số 1 1 1 1 1 Không thì tính khí hay thật thường lắm. Tính khí sao mà thất thường ghê. Khi mưa khi nắng khi vui buồn. Ba thì hay tám vô tư hàng ngày. Ôi thật lắm lúc điên đầu. Cha tôi lúc nào cũng không thành tài. Nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Alo. Bàn xong công việc với bạn rồi. Bây giờ tôi đang đứng bắt taxi về nè. Rồi bà ngủ trước đi ha. Khỏi chờ cửa. Cuộc đời cho phép. Rồi. Cho không biết đi lúc vô miếng rồi. Kiếm chi hả? Kiếm chi à? Hả? Ba. Rồi. Bà mới nói chuyện với con. Hai ông qua bên kia đợi tôi nha. Thế đi. Dạ. Lâu quá mà gặp lại ha. Con thưa ba, ba khỏe không ba? Khỏe á. Còn lại nhậu nhẹt nữa hả? Dạ đâu có đâu. Nãy con đi ăn chung với đồng nghiệp, xong rồi sẵn tiện con mới uống chút xíu à. Đi ăn chung gì tới nửa đêm cũng chưa về. Con á, đừng có ly dị để sống cho thoải mái rồi giờ xa đọa như vậy được đâu. Đây à, con còn có một đứa con trai nha. Không phải đẻ con sinh ra rồi cái cho người khác nuôi rồi sống xa đọa nhậu nhẹt với đàn ông như vậy được. Đâu phải là đàn ông đâu ba, nhìn vậy thôi chứ là chị em với con không á. Có gì kỳ vậy? Đó là đàn ông rõ ràng các bạn. Không, ý con là thân xác á là đàn ông chi? Nhưng mà tâm hồn á là phụ nữ. Còn nói cái gì không hiểu gì hết trơn trời. Bà đi đi. Dạ. Bà Chi, lẹ đi má ơi. Trời đất. Thưa ba con đi. Mà chú phải hứa là không được làm cho cô Diệu Hiền buồn nữa. Rồi, chú hứa. Thôi đừng có chơi nữa, lên phòng học bài đi, mẹ la đó. Dạ. Ba, cô ba. Ô, ba Phúc. Cô ba. Ô, bà đây ba. Bà đồ trả này nè. Con ơi, không biết là nó có cái người nó có khó chịu không mà sao mày bỏ nó xuống là nó khóc hả? Ẩm đi vòng vòng vậy hoài không chịu ngủ gì hết trơn à. Chào mẹ, chào chú Phúc. Ừ. Ôm mẹ. Hả? Uống cà phê không? Con pha mẹ luôn nha. Thôi con ơi, tối rồi mà mẹ uống cà phê chắc mẹ thức nguyên đêm. Chú Phúc uống không? Em không uống. Uống thử đi chú, cà phê trắng á, bạn tôi mua uống bên Ala về đó. Em không uống. Chú có thể đợi tôi nói hết câu rồi chú có chắc là không uống và uống mà chú. Chắc. Thôi con, nó không thích thì thôi đừng ép nó. Còn con thích thì con xuống phòng Phan uống mình con đi. Ok. Mình có ý tốt thôi mà bực mình dễ sợ. Ủa, làm cái gì vậy? Em đang pha cà phê. Có pha cho anh ly nào không vậy? Đương nhiên rồi, sao thiếu phần anh được. Vợ anh là số 1 nè. Đúng loại anh thích luôn. Dễ thương quá. Hỡi em yêu, xin em đừng buồn. Có đôi khi anh hay giận hơn.
để cho em quên đi ngày dài với bao đêm suy tư miệt mài. Dương. Để cho em quên đi ngày dài. Bộ uống cà phê xong bị từng tửng sao mẹ ơi? Trời ơi, cái cặp này vậy đó. Con thấy hả? Như ông yếu với bạn người khác á, thiệt tình á. À thôi thôi được, bà thương, 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 bà thương. Ủa, ông mới về hả? Trời đất ơi. Nè, nhà này vui lắm sao mà hát hoài vậy? Ba muốn nói chuyện với con một chút. Dạ, chuyện gì vậy ba? Con đứt cắt đứt liên lạc với ông Kim Chi rồi phải không? Giờ sao tự nhiên ba hỏi vậy? Ba vừa mới tình cờ thấy nó đi là ăn tối với mấy thằng đàn ông. Rồi, nhìn thấy nó kỳ cục quá trời đất à. Dạ, thì... Bây giờ nó làm cái gì? Cổ vẫn hát hò vậy thôi. Mà hình như đang diễn kịch nữa. Chắc đồng nghiệp, không có gì đâu ba. Đồng nghiệp cái gì? Đi với mấy người đàn ông. Mình là phụ nữ mà có con nữa. Làm như con gái 18 không bằng. Nè nè, bộ ông thấy nó đi với mấy người đàn ông hả? Chứ sao? Rồi ông có tới ông chỉ với bạn ông nói không? Tôi dạy đó chứ. Tôi dạy nó cư xử đàng hoàng. Là có con rồi à, không có được đi đàn đúng như vậy. Tôi dạy nó đàng hoàng chứ. Ba ơi, cổ mới được nhận vô làm chứ ăn liên hoan với đồng nghiệp nam thì có gì đâu ba. Mà bây giờ ba lấy cớ gì mà chửi người ta? Trời ơi, ba nó từng là ba chồng của nó rồi dạy dỗ nó không được hay sao vậy? Con nói rồi đó nha, ba không được can thiệp như vậy nữa đó. Trời ơi, mày hâm dọa ta hả? Mày đứng đây, đứng đây. Thôi ông. Thôi mà. Trời ơi, đừng có la, thằng của Bo nó khóc bây giờ. Tôi thấy thằng Phúc nó cũng nói đúng á. Đúng cái gì? Dù sao nó đâu, bây giờ nó đâu phải là con dâu của mình đâu. Dẹp im. Cũng may con hư tại mẹ đó. Một. Alo. Chào anh, em là Thu Phương nè. Nè, ai gọi mà ông cà lâm dữ vậy? Bệnh nhân, người ta hỏi có cần đi khám nữa hay không. Khỏi, anh khỏi khám nữa. Uống thuốc vậy là tốt là được rồi. Vậy cũng cà lâm. Thu Phương hả em? Nè, gọi anh có chuyện gì không? Ông sao đâu, cái này về uống thuốc là hết nha cô. Cô ra gặp bà Dung á, lấy thuốc nha. Rồi, cảm ơn cô. Dung ơi, vô đây cưng. Dạ, chị kêu em cho bệnh nhân kế tiếp vô phải không chị? Chờ xíu đi, em chuyển hết bệnh nhân qua bên ba chị giùm nha. Chị hơi mệt. Dạ, chú đi ra ngoài rồi chị. Ủa, còn sớm mà. Dạ, chắc là có hẹn hay sao á. Thôi được rồi, đưa bệnh nhân vô đi em. Dạ. Xin lỗi, em chờ anh lâu không? Dạ, cũng không lâu đâu. Anh mời, anh ngồi. Dạ, anh nè. Hôm bữa anh khám bệnh cho em. Em hết bệnh rồi. Mà em còn chưa cảm ơn anh nữa. Cho nên bữa nay á, em mời anh ăn một bữa ha. Có gì đâu, em khỏe mạnh là anh vui rồi. Dạ. Tình hình của chị cũng ổn rồi. Bây giờ chỉ cần uống thuốc đều đặn nữa thôi nha. Ra ngoài lấy thuốc. Cảm ơn bác sĩ. Cho bệnh nhân kế tiếp đi em. Em đã gọi gọi cuốn cho anh rồi đó. Cảm ơn em. Cái món này á, ngày xưa mình hay đi ăn á, anh nói anh thích nhất đó. Không ngờ em vẫn còn nhớ cái sở thích của anh. Ủa, quên. Sao? Bà đâu thích ăn gỏi cuốn đâu mà làm gỏi cuốn rồi ăn. Trời đất ơi, có người làm cho rồi còn chê còn bai nữa. Gọi điện kêu ba con về ăn coi sao bữa nay về trễ vậy.
Thôi mình ăn đi anh. À mời em. Dạ. Alo. Bà đang đâu vậy ăn cơm hả bà? Bà đi ăn với chú Trung. Trưa nay bà không ăn cơm nhà nha. Dạ 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 dạ. Sao? Bà đi ăn với chú Trung nào rồi? Anh cuốn bể hết trơn kìa. Được được, anh làm được mà. Thôi, ăn đỡ cái em cuốn rồi nè. Nè. Để anh tự làm, để anh tự làm. Coi kìa, bể hết trơn à, làm sao mà ăn được. Thôi, ăn cái này nè. Cảm ơn. Ồ, cái đó, đó, vậy có phải dễ thương không ạ? À? Ủa sao vậy anh? Mà em mới về. Nè nè, Quang Anh, lên thay đồ đi con, rồi xuống ăn gỏi cuốn, rồi mẹ để chiên cá, rồi em lên rồi ăn cơm. Chứ con không ăn đâu mẹ ơi. Ủa sao vậy? Anh ơi. Hả? Anh pha em miếng trà đường nha. Ngồi đi, anh vô anh pha liền nè. Quang Anh, mẹ ơi, Quang Anh. Sao vậy? Ê, ơi, Quang Anh. Trời ơi, trời ơi. Cái xe cấp cứu liền con. Số máy để mẹ gọi cho. Cậu à, uống miếng đi, cho có sức khỏe để mà lo cho vợ. Cậu bị năn y mà, phải không? Em cảm ơn chị. Mình phải mạnh mẽ lên nha, mạnh mẽ. Bác sĩ ơi, vợ tôi sao rồi bác sĩ? Cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức mà thôi. Chỉ cần uống thuốc và những nơi vài ngày thì sẽ khỏi. Tuy nhiên á thì cũng cần phải nằm ở lại đây để theo dõi. Tôi đã nói vợ anh không sao rồi mà. Dạ. Chị cho em lo có được không chị? Con nói vậy là vợ con không sao rồi, mẹ cũng yên tâm. Ừ, chút nữa có người về coi cu bo rồi mẹ đem đồ vô đóng cho nó nghe. Trời ơi, cái gì vậy? Vợ con không có sao rồi mà con khóc hoài vậy? Thôi ha, cúp máy đi. Nè. Trời ơi, ông ơi, sao giờ này ông mới về? Thế tôi gọi cho ông hoài mà không được là sao? Đi ăn cơm trưa mà có gì? Trời ơi, bận rộn gì cũng phải nghe điện thoại chứ. Hồi trưa này con Hoàng Anh nó bị xỉu. Trời đó, nhưng mà bây giờ không sao rồi. Đó, tôi sợ, tôi biết sao, tôi phải gọi cho ông đó. Rồi giờ nó sao? Bây giờ nó khỏe rồi, không sao. Nó chỉ bị là gì, suy nhược cơ thể thôi. Bây giờ ông ở nhà, ông coi cũng bo nghe. Tôi vô bệnh viện, tôi đem đồ cho nó nghe không? Vậy cũng mừng. Ừ, nhất đó, chú uống sữa đó, chứ cho uống sữa nghe. Cảm ơn. Đó, vậy có phải dễ thương không ạ? Ủa sao vậy anh? Lúc đó không biết xấu hổ mà để cái mặt mình vô đâu. Con á, đừng có ly dị để sống cho thoải mái rồi giờ xa đọa như vậy được đâu. Đây à, con còn có một đứa con trai nha. Không phải đẻ con sinh ra rồi cái cho người khác nuôi rồi sống xa đọa nhậu nhẹt với đàn ông như vậy được. Trời ơi, xấu hổ quá rồi. Mặt mũi đâu mà nhìn nó bây giờ. Quang đã, lên đó đem chuyện này ra mét với bà hay thằng Phúc thì sao? Bà mà biết mình đi với phụ nữ khác, chắc phải giết mình. Không thể để chuyện này xảy ra được. Anh nghe. Anh nói cái
sĩ em về nhà đi. Em ở đây nữa đâu. Không được đâu, em phải ở đây, em phải tĩnh dưỡng ở đây. Anh tưởng là anh không còn gặp em được nữa. Cái gì vậy? Anh sai rồi. Anh đã từng chồng tôi. Suốt ngày anh chỉ lo ăn, lo ngủ, không quan tâm chăm sóc vợ. Bây giờ anh giờ ra nông nỗi này, tất cả là lỗi của anh. Ba của tụi con bị gì vậy? Ba bị bất lịch sự á mẹ. Trong phòng này còn nhiều người khác nữa, cho người ta nghỉ ngơi với ba. Không sao. Chồng tôi sống thực vật cả năm nay rồi. Mấy người cứ tự nhiên nha. Mày nghe chưa? Người ta sống thực vật, người ta nghe cái gì? Ba có lỗi với mẹ bị bà. Đây bệnh viện mà. Sao ba khóc mà chảy nước miếng luôn rồi mẹ? Này. Đi sữa nhìn ngon. Mẹ uống hết đi. Không, em uống đi. Em phải cần tình dưỡng. Em ở đây. Em phải nghỉ ngơi ở đây. Em nói em không sao mà. Anh đừng có làm vậy nữa. Không. Em phải ở đây. Em phải ở đây. Cho anh có cơ hội tình dưỡng cho em. Cậu ơi, cậu ơi. Bác sĩ hồi nãy nói á là chỉ có bị kiệt sức thôi mà. Làm cái gì bù lu bù loa quá vậy? Cô, sao cô nói mẹ con sắp chết? Mày nói gì vậy? Ba, để đi. Hai đứa. Để con dạy nó, lần này con phải dạy nó. Đi ra ngoài đi. Con còn tình người nữa. Thôi mà, trong bệnh viện mà lúng bù loa thiệt tình. Anh sai rồi, anh sai rồi. Hãy cho anh cơ hội. Anh cơ hội sửa sai, anh sẽ chăm sóc tình dưỡng cho em. Anh sẽ lo lắng cho em. Đừng bao giờ như vậy nữa nha. Hãy nghỉ ngơi, hãy uống hết sữa đi. Ba ơi. Nó đánh con nữa rồi. Dạy em cũng không xong nữa. Cái gì vậy? Đi đâu vậy? Em ở đây đi, anh phải ra ngoài. Anh quýnh thằng con khốn nạn của mình. Trời. Mẹ nó bệnh mà nó cũng quýnh lộn. Trời ơi. Giờ làm sao đây mẹ? Con ra con nói với bà con. Đây là bệnh viện. Đừng có làm ồn quá, làm phiền người ta. Còn mà nếu làm ồn nhiều quá, con nói bảo vệ đưa ba con lên trên công an đi. Một hồi nó nội lên lãnh. Ba ơi. Ba. Ừ. Chút nữa 1 phút về đó. Rồi mẹ kêu nó ảnh cô Bo qua bển con coi giùm nó mẹ vài ngày nha. Mẹ phải vô bệnh viện mẹ nuôi con anh. Mẹ cúp máy nghe. Bà đi đâu á? Tôi mới gọi điện cho con Kim Chi. Chi? Trời ơi, thì tôi biểu nó giữ cô Bo giùm vài bữa. Tôi vô bệnh viện tôi nuôi cho con Hoàng Anh nè. À đúng rồi. Nè. Con nó nói giữ thì đúng rồi. Nè. Giữ nó đi nghe. Chút nữa ba nó về rồi ba nó ẩm qua mẹ nó nghe. Rồi tôi đi nghe, tôi đi nè. Nếu mình tới đó kêu nó giữ bí mật thì chẳng khác nào mình tự thú với nó là mình sợ. Được rồi, mình sẽ lấy cô Bo làm cái cớ tới nhà nó. Cái này. Con về rồi mẹ ơi. Ủa, đâu hết trơn rồi ta? Dạ con nghe nè mẹ. Dạ, bà ấm của Bo qua nhà Kim Chi rồi hả? Dạ. Alo. Nè, ba anh tới tìm em đó nha, đừng có mở cửa nha. Cái gì? Ba tới tìm em chi vậy? Chắc là trách cái vụ giờ giấc của em á. Đừng có mở cửa, khóa cửa lại, coi như mình đi vắng, hiểu chưa? Em biết rồi.
Em làm gì vậy? Em định ra ngoài cửa sổ. Ngồi đó đi, em ngồi đó đi, đừng có đi đâu hết á. Em ra ngoài chút xíu, ở trong này ngoài tù túng quá. Không được, bác sĩ kêu em phải tịnh dưỡng. Em đi đi đứng không có được đâu. Em đi ra ngoài cửa sổ, đứng một hồi gió nhập em rồi sao? Em đứng im đó đi, để anh đứng im đó. Thấy chưa, ho rồi kìa. Cái gì vậy? Mày... Trời ơi, thôi được rồi. Rồi, rồi, em muốn ngắm gì em ngắm đi. Thả em xuống đi. Để anh ngắm đi em. Đã lâu lắm rồi em mới có thời gian rảnh rỗi nhìn bầu trời đẹp như vậy á. Trời hôm nay không sáng. Sao vậy? Tại vì em sáng hơn cả bầu trời. Anh chỉ giỏi nịnh thôi à. Anh nói thiệt mà, hôm nay em sáng nhất, sáng hơn cả bầu trời. Này người yêu ơi, ân tình anh đó ngàn năm sẽ mãi không phai. Vẫn muôn đời dịu dàng, vẫn muôn đời nồng nàn, tha thiết yêu dù tình yêu trái ngang. Có sao không? Đã ho thì đừng có hát, để anh hát hết cho. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết đêm dài sâu. Ta yêu em như mây ngang dang biển trời. Ta yêu em như mây ngang dang biển trời. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Hay quá à. Để rồi từ đó ta yêu em yêu không ngại ngần. Là con đó, kêu cổ đừng mở cửa. Cái gì? Con dám làm như vậy hả? Con biết là ba đi một quãng đường dài để gửi con cho con không? Thì ba qua đó, ba càm ràm cổ dụ đi chơi khuya cái gì? Dám ăn nói với ba vậy hả? Đó, ba lúc nào cũng càm ràm. Trời ơi, càm ràm, mày. Ba bớt càm ràm rồi ba ơi. Sợ trúng cháo nậu cho thôi. Ủa, sao nó ở đây vậy nội? Ta ba mẹ bay làm quá đi, ta coi không có được, cho nên ta ra ta ngồi nè. Là sao nào nói? Biết ba mẹ bay nghĩ sao vậy? Ở trong bệnh viện mà, đâu phải đi hưởng tuần trăng mật ở resort đâu, mà ôm ấp hò hét rồi bồng bế nhau coi không được. À, biết rồi. Chắc tại ba con thấy có lỗi với mẹ cho nên ba muốn đền bù á nội. Chứ thôi hả, ba úp mặt vô gói ba khóc hoài luôn á. Thiệt luôn á nội, ba con khóc sáng giờ á. Mẹ bay chỉ là suy nhược cơ thể, nằm dưỡng bệnh vô vài chai nước biển là khỏe rồi. Mà lại làm như mẹ bay bệnh nặng khóc sùm. Bởi làm gì cũng lố hơn ta. Cái hồi mà mẹ bay cấn bầu tụi bay vậy, ba bay có làm lố lắm. Lố hả nội? Ừ. Cái gì á? Mẹ kêu. Cái gì vậy? Thả em xuống đi. Dạ, cưng. Em không sao mà. Dạ, từ ngồi từ thôi. Ủa, kỳ, mới qua đi được giờ liệt hả bà? Nói bậy bạ không à, con dâu mình cấn bầu. Hả? Con có thai hả? Dạ. Mấy tháng rồi con? Dạ, theo tính toán của vợ con được 6 ngày rồi à. Mày làm quá. Mới có bầu đó thì đâu có đến nỗi vậy đó. Dạ, mời ba mẹ ăn cơm. Ê nè, mẹ mới cho ăn đi. Ăn bò đi, ăn bò đi. Ăn bò đi con. Ăn bò ăn bổ máu. Đúng rồi, ăn nhiều vô. Cảm ơn mẹ. Ăn từ chút thôi, có cần anh xé cho em không? Gì vậy? Cho nó. Đây, anh ẩm toilet thôi. Không được. Trời ơi, nó ăn không được là nó ói thôi chứ gì mà ẩm nằm quá. Vợ con ốm nghe. Biết rồi. Cái gì? Trời đất ơi, vợ có bầu rồi, chồng cũng có bầu luôn. Có bầu lây dữ lắm hả bà? Gì nữa? Bà cũng có bầu à? Bà tưởng nó bị nhợn. Cái gì vậy? Mặt con. Thiệt luôn á nội. Nhưng mà ngộ một cái vậy. Trời ơi, mẹ bay bụng có bầu thì ba bay cái bụng cũng bự giống có bầu vậy đó. Trời ơi, chắc ba con thương mẹ quá nên làm y chang mẹ luôn á. Nhưng mà ngộ một cái đẻ tụi bay ra rồi cái bụng mẹ bay xẹp thì bụng ba bay cũng xẹp luôn. Thì đó, ba con thương mẹ con quá nên mẹ con xẹp rồi ba con cũng xẹp theo luôn. Bởi ta nói ba bay làm gì cũng lố hơn ta chứ. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Hay quá à. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây,
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết buồn gầy, có lá buồn đầy. Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Xin cho tôi tới như cơn ngủ, yêu em, đưa em một lần, đưa em vào mộng, đưa em vào đời một trời yêu thương. Không bắt máy, không bắt máy hoài. Ây da, bây giờ phải giải quyết cái chuyện này để triệt để mới được. Nếu không thì trời ơi, nhiều chuyện xảy ra lắm đây. Dùng điện thoại bàn. À, gọi nó đâu biết số ở đâu. Ồ, nó sẽ bóc máy. Có lý. Alo. Alo. Giờ mới chịu bóc máy đây hen. Tao gọi hoài mà con không bóc máy vậy? Dạ, tại vì con để chế độ yên lặng cho nên con không biết. Giờ đánh không? Ba có chuyện muốn nói với con. Dạ. Đánh thì ba gặp chút đi. Sao? Gặp ba hả? Bây giờ phải sao ta? Không lẽ ngồi vô vấn đề liền. Con đã kỳ quá. Phải kiếm cái cớ gì. Mình sẽ nói gì vấn đề gì. Cô Bo, sao nó làm như vô tình cái mình nói vô cái chuyện kia vậy mới được. Ây da, mà sao thấy hồi hộp quá. Bên đó. Dạ, thưa ba con mới tới. Thôi con, ngồi đây con. Cha con mình là vô tình gặp nhau quá ha. Là như có duyên. Có duyên đó. Mà ba hẹn con có chuyện gì không ba? Thì ba cũng muốn nói với con chuyện này. Ba, cái gì vậy? Ba, gì kỳ vậy ba? Bây giờ quay sống rồi sao có liên quan tới gia đình mình đâu? Sao bố cố chấp quá vậy? Và bây giờ xin giới thiệu nữ ca sĩ Linda đến từ Anh Quốc. Nữ ca sĩ Linda xin kính chào quý vị khán giả. Bài hát Linda được gửi đến quý vị khán giả được mang tên là Đường Cong. Vì em là ai? Thôi được rồi. Không còn một bài nữa. Bây giờ nữ ca sĩ đến từ Châu Phi. Giọt ba như sáng chua cay này, lưu bèo như ca ru ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, ai quách với trái tim ta tạt nguyền. Dạ thì em đã hiểu căm ghét của bà nội rồi đó. Sao vậy? Anh mà làm nữa em giận á. Ủa sao giận, anh còn nhiều trò lắm á. Tại em mắc cười mà em cười hỏi mệt đó. Thôi đủ rồi. Anh yêu em quá à. Em cũng yêu anh quá à. Ủa sao tự nhiên em khóc vậy? Có, tại vì em cảm động á. Yêu em quá à. Trời ơi. Thôi, bệnh viện này cũng có khoa tâm thần quá. Thôi, mình đi ra đi cho người lớn làm việc. Có gì nữa? Nhìn kìa, em mới thấy chú ấy châu mày. Mày bị điên hả? Chú này sống thực vật cả năm trời rồi. Ở đâu ra mày châu mày?
thiệt, em thấy rõ ràng mà. Tao không thấy chú nó trông mày mà thấy mày chung mỏ không á. Dạo, tôi dẫn mày qua nhập viện tâm thần luôn. Tụt đi. Ba. Ra đi, tôi nói hỏi chuyện chút. Gì? Tôi nghe nói là con Kim Chi nó đang diễn kịch ở sân khấu nào phải không? Tôi cũng nghe loáng thoáng vậy. Ủa, ông hỏi chi vậy? Không, không có gì. Hỏi đi mua vé ủng hộ nó thôi mà. À, vậy hả? Bà biết cái sân khấu nào không? Sân khấu nào thì tôi không biết. Nhưng mà hình như nó diễn cái tuồng gì, tôi nghe cái gì xấu xí đẹp trai này ta. Ờ phải rồi, chàng đẹp trai và nàng xấu xí. Ông sợ lên mạng ông kiếm coi. Chàng đẹp trai và nàng xấu xí à? Thôi, tôi đi công chuyện chút đi. Ô Quỳnh. Ba, cái gì vậy? Hỏi đâu vậy ba? Ba đi đâu, phải báo cáo con sao? Mẹ. Ba bay đâu vậy mẹ? Ba con hả? Dạ. Ông nãy em xuống hỏi mẹ là hỏi anh Chi nó diễn ở đâu, sân khấu nào, ông đi mua vé coi ủng hộ mà. Thiệt không mẹ? Mẹ nói mẹ không biết rồi, ông bỏ ông chạy đi. Cái gì vậy trời? Chi. Ủa, ba. Ba muốn nói chuyện riêng với con một chút. Ủa, ba em hả? Dạ. À, vậy mình uống cà phê chung luôn đi em. À, ba muốn nói chuyện riêng với con. À, chuyện riêng. Con vô duyên quá. Xin lỗi em. Xin lỗi bác. À, con ngồi đi. Thật ra là ba không là gây khó dễ gì cho con cả. Nhưng mà từ ở thằng Vĩ Ám tới giờ ba nói thật lẹ nè. Hôm trước mà con gặp ba bạn đút ăn trong nhà hàng đó, đừng nói cho mẹ con cho thằng Bút biết nha không. Đó. Như vậy thôi hả ba? Như vậy thôi nha. Trời ba. Đất ơi, trời đất ơi, sao mày ám ra hoài vậy? Ba thôi đi ba. Cái gì? Cổ lớn rồi. Ba gặp cổ mắng nhiếc con hoài vậy ba? Nè con. Ba thôi đi. Cái gì vậy? Tôi vô trả tiền. Thôi được rồi, ba về đi. Để con trả cho. Phải không? Trả nha. Nhớ nha con. Cái gì mà ok vậy? Không hiểu ba nói gì hả? Ba có nói gì đâu. Thôi đi tập nha. Mình ơi. Chú ok đến bên đời anh như một cơn gió, như một định mệnh. Chú ok giúp anh hạnh phúc, giúp anh hiểu được thế nào là tình yêu. Cảm nhận từ em rất sâu sắc Hoàng Anh. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh. Anh yêu em nhiều lắm. Chồng ơi, anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất mà em chinh phục được. Chồng của em, Nguyễn Đức Hạnh. Em yêu anh. Hoàng Anh, anh yêu em. Em yêu anh. Anh yêu em. Em yêu anh. Ê, ông chú chè mối kìa. Cái gì vậy? Chú mày tới hả? Tỉnh ra. Ủa, ông anh. Ông tỉnh rồi hả? Ông anh thấy trong người mình sao? Anh ơi, sao rồi anh? Ảnh là chồng cũ của em. Kim Chi. Dạ. Em nhìn mặt anh đi. Trời đất. Mình. Chả bao giờ bằng anh con á. Không có buồn đâu. Con quen rồi. Đón xem tập 54 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 20/4/2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với nhau. Và gia đình là số 1, và gia đình là số 1, và gia đình là số 1. Hey. Wow. Tháng năm này có gì hot? Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là tụ số hào, tụ số hào. Từ nhà sản xuất, gia đình là số 1. Gang of God, một series sitcom hài độc lạ, một siêu phẩm truyền hình đình đám của Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam. Việt bộ siêu hài. Anh rất là khác với bạn trai xưa của em. Trời đất ơi, có được. Nước miếng này cũng là nước miếng nhân loại với nhau mà. Thật. Trời ơi. Những tình huống khó đỡ, hài hước xảy ra trong đời thường. Chạy, chạy, lên đi. Chạy luôn chị còn ở đó. Harry! Tôi vẽ ra vẽ bằng đam mê, bằng đam mê. Những nhân vật hóm hỉnh, bá đạo. Trong cái phòng khách này đang có rất nhiều cái sai. Phải đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Nhưng con không có biết nữa. Cho ăn thử luôn cái hay ngọt thì mình lấy. Ba con 150. Cái gì? Được thể hiện đã sắc màu bởi những nghệ sĩ tài năng. Em cảm thấy anh phi diệu. Hôm nay mới biết là cái bộ mặt của anh là như thế nào nè. Ơi, là thế dài dớ quan tầm lớn. Anh đẹp trai lắm á. Sao chú bắt con? Coi như là nhà của mình, tự nhiên nó thoải mái lên có gì đâu. Trời ơi, giống như cái bệnh địa vậy. Em không chịu chứ. Cả lớn cả bé, hai con nó tấn công thì cá mập cũng phải chết. Tại sao? Nhập viện hết rồi. Bắt hả? Dùng lên. Anh thích bông gòn không? Ở đây có bông súng không? Sao có gì súng được không? Hả? Hãy té đi, hãy dìu em té đi anh. Ôi. Nè. Mày có tin tao kêu 500 anh em bán mảng cầu vợ tao đi hút cái căn nhà mày không mày? Tôi gặp cao thủ rồi trời ơi. Cuộc đời thật lắm tai ương. Tại sao tôi lại dễ thương thế này? Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao tôi lại cứ te thế này? Tiên nữ. Đón xem Biệt đội siêu hay. Hai buồn lóc, cười lăn lóc. Phát sóng thứ 6 hàng tuần vào lúc 21:50 bắt đầu từ ngày 19/5/2017 trên kênh HTV7. Đi cùng em, đi cùng em, đi cùng em đi khắp thế gian.